Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế công chuyện diễn nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Lời nói đầu Tế công chuyện diễn nghĩa có tên gọi đầy đủ là Bình diễn tế công chuyện tiền hậu toàn tập, gọi tắt là tế công chuyện là một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình, Đời Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng, đời Nam Tống. Đó là một nhân vật có thật, có cuộc sống khá đặc biệt, một vị hòa thượng không giữ chai giới, uống rượu, ăn mặn, thường la cà những nơi thị tứ, chẳng bận tâm tới hình hài. Quần áo rách dưới, thân hình gầy nhom lại có những hành động phóng túng khiến các nhà sư tu cùng chùa không chịu nổi đuổi đi hoặc ít ra cũng e dè canh chừng mỗi khi ông trở lại chùa vì thế ông mới có tên là hòa thượng điên hoặc điên tăng nhà sư điên rồ lại nhân ông có pháp danh là đạo tế họ gọi ông là tế điên ông thường rong chơi khắp xóm làng bắt quỷ trừ yêu để cứu người, hoặc trị những chứng bệnh lạ cho dân chúng, trừng phạt những kẻ ác, cứu giúp người cô thế. Những hành động nghĩa hiệp, cứu khốn phò nguy như thế rất được dân chúng hoan nghênh. Nên người thời đó thường gọi ông là Phật sống hoặc La Hán Giáng Thế. Ông tên thật là Lý Tu Duyên. Năm 18 tuổi, cha mẹ đều qua đời ông mới xuất gia đầu Phật, tu ở chùa Linh Ẩn, tỉnh Chiết Giang. Được ban pháp danh là Đạo Tế, nhưng chỉ được vị sư trụ trì nguyên không là hiểu biết và thương yêu bình vực. Còn các nhà sư khác đều ghét bỏ, hùa nhau vào vạch lỗi và kể xấu ông. Khiến nguyên không trưởng lão cũng không bênh vực nổi Khiến ông đổi sang tu ở chùa Tĩnh Từ Làm chân giữ sổ sách bàn chuyện lấy cơ sở ở các truyền thuyết dân gian về một vị Phật sống để soạn thành một bộ tiểu thuyết thần me. Trong đó, nhiều hành vi cứu người của ông mang tính cách pháp thuật, nghĩa là không giải thích nổi, đành phải dựa vào tin tưởng của dân gian cho rằng đó là pháp thuật cao cường của một vị Phật sống hay một vị Tây Thiên Kim Thân Hàng Long La Hán dù được gọi là tế công Phật sống hay tế điên hòa thượng, thì cái gọi này cũng không suy giảm lòng quý trọng của dân chúng đối với vị hòa thượng có một không hai này trong lịch sử thiền giáo Trung Quốc. Các cố sự về tế công có rất nhiều, có thể nói là đã được gom lại đầy đủ trong bộ toàn chuyện này. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu với độc giả. Hồi thứ nhất, Lý Tiết Độ lạy Phật cầu con, chân la hán đầu thai dáng trần. Đây nói chuyện nhà Tống bị quân khiết đan xâm lược, chạy dài, bỏ lại nửa giang sen, thiên về Nam, đóng đô mới ở Lâm An, gọi là Nam Tống. Vua Cao Tông của triều đình đó làm vua được 4 năm, thì đổi niên hiệu là Thiệu Hưng năm đầu bây giờ trong chiều có một vị kinh dinh tiết độ sứ họ lý tên mậu xuân nguyên người huyện thiên thai phủ thái châu tỉnh chiết giang lấy vợ là vương thị vợ chồng rất hòa thuận lý đại nhân là người quá nhân từ trị quân không nghiêm nên bị bãi chức về vườn về nhà rồi ông ưa bố thí làm việc thiện sửa cầu đắp đường cứu khốn phò nguy nên ai cũng kêu ông là Lý Thiện Nhân. Một hôm, ông rong chơi chỗ chợ búa, phố phường. Nghe có người nói lén ông rằng, Lý Thiện Nhân thật ra chẳng phải thiện nhân. Nếu quả thực như vậy, ông phải con cái đùm đề mới đúng chứ. Nghe lén được câu đó, ông trở về nhà, lòng buồn rũ. Phu nhân Vương Thị mới hỏi ông đi đâu về mà kém vui. Ông nói, hôm nay tôi ra chợ chơi ai cũng xưng tụng tôi là thiện nhân nhưng trong bọn có một người nói lén tôi nghe được hắn bảo tôi tuy có ngăn điều ác biểu dương điều thiện nhưng không phải thật tâm làm điều thiện nên mới không có con tôi nghĩ nếu trời cao có mắt thần phật linh thiêng ắt phải ban cho vợ chồng ta một đứa con tài giỏi phu nhân khuyên chồng nên thu nạp hầu thiếp, thế nào chẳng được mụn con trai hoặc gái. Ông nói, bà nói vậy sai rồi, lẽ nào ta có thể làm chuyện tầm bậy đó? Bà nay mới gần bốn chục, còn có thể sinh nở được mà. Vợ chồng ta nên tắm gội, trai giới ba ngày, rồi tới phía bắc thôn Vĩnh Ninh, lên chùa Quốc Thanh trên núi Thiên Thai, lạy Phật cầu con. Không chừng trời cao có mắt, ban cho chúng ta một đứa con cũng nên vương phu nhân nói tốt lắm lý mậu xuân chọn ngày lành đem theo tôi tớ trẻ và già cùng vợ ra đi phu nhân ngồi kiệu viên ngoại cưỡi ngựa tới chân núi thiên thai chỉ thấy núi cao ngất từng mây ngọn núi thẳng tắp cây cối um tùm chùa quốc thanh nằm ở lưng chừng núi tới trước cổng chùa thấy cửa cao và rộng bên trong có hai gác chuông từ ngoài vào, trong có 5 tầng đại điện, phía sau có phòng tăng, khách xá, 20 tầng lầu chứa kinh sách. Viên ngoại xuống ngựa, bên trong các nhà sư liền ra nghênh đón, mời vào phòng khách dùng trà. Vị phương trượng già là tính không trưởng lão, biết có lý viên ngoại tới dân hương, liền đích thân ra tiếp kiến, dẫn tới chỗ đốt hương. Trước hết hai vợ chồng tới đại hùng bảo điện đốt hương cầu thần Phật phù hộ, muôn lạy chư vị ban cho chúng tôi một đứa con trai nối dòng hương khói. Nếu quả Phật tổ linh thiêng, chúng tôi nguyện trùng tu cổ miếu, sơn phết lại các pho tượng. Khấn vái xong, ông bà lại tới thắp hương các nơi khác, tới la hán đường, vừa đốt hương trước pho tượng la hán thứ tư, bỗng nhiên pho tượng từ trên cao lăn xuống đất. Tính không trưởng lão nói, hiện tại hiện tại viên ngoại nhất định sẽ sinh quý tử đến ngày đó tôi sẽ tới chúc mừng lý viên ngoại về nhà không bao lâu phu nhân có tin mừng đủ ngày đủ tháng sinh được một vị công tử lúc sinh nở áng hồng quang trói lòa khắp phòng một mùi hương lạ nức mũi viên ngoại rất mừng nhưng cậu bé sinh ra cứ khóc ra già ba ngày liền sáng hôm sau lúc bạn bè lối xóm tới chúc mừng bỗng người nhà từ bên ngoài vào báo tin có vị phương trượng chùa quốc thanh là tính không đích thân mang lễ vật tới mừng viên ngoại viên ngoại vội ra đón tiếp tính không nói chúc mừng viên ngoại lệnh lang bình yên chứ viên ngoại đáp từ lúc sinh đến giờ nó cứ khóc già già sáng nay vẫn chưa dứt tôi đang lo giàu đây Lão hòa thượng có diệu pháp nào trị được không?" Tính Không nói. "Viên ngoại, hãy bồng công tử ra đây cho tôi coi, mới biết duyên cớ do ra sao." Viên ngoại nói. "Cháu chưa đầy tháng, ấm ra ngoài e có điều bất tiện chăng?" Tính Không nói. "Không hề gì, Viên ngoại cứ lấy tã lót quấn quanh mình cậu cho kín, cũng chẳng sợ gió máy và ánh sáng." Viên ngoại nghe có lý, liền vào ấm con ra cho mọi người cùng coi. Cậu bé có hình dung thanh tú, cốt cách thanh kỳ, nhưng cứ khóc ngần ngặt không dứt. Tính không hòa thượng lại gần xem. Cậu bé vừa thấy mặt, im ngay tiếng khóc, tuét miệng ra cười. Lão hòa thượng đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cậu, nói. Đừng nên cười, đừng nên cười. Lai lịch của ngươi ta biết rồi. Ngươi tới, ta đi, chị hai ngả nhà sang quyền quý có gì vui thấy cậu bé thôi khóc tính không nói với lý mậu xuân thưa viên ngoại tôi muốn thâu nhận cậu này làm đồ đệ đặt tên cháu là lý tu duyên viên ngoại ưng chịu liền bồng con vào nhà trong rồi lại ra tiếp nãy mời hòa thượng thụ trai bạn bè dùng tiệc mặn mọi người no say mới ra về sau đó viên ngoại mướn vú em về nuôi con cho phu nhân đỡ vất vả ngày tháng thoai đưa chẳng bao lâu lý tu duyên đã lên bày thường biến nói biếng cười không nô đùa cùng đám trẻ nhỏ cùng thôn lo việc học cho con lý viên ngoại mời một thầy đồ già tên đỗ quần anh về dạy tại nhà cùng với hai trẻ khác làm bạn học với tu duyên một cậu là con ông Võ Hiếu Liêm Hàn Thành ở thôn Vĩnh Ninh, tên gọi Hàn Văn Mỹ, vừa 9 tuổi. Cậu kia chính là cháu gọi Lý Phu Nhân, Vương Thị, bằng cô ruột, họ Vương Tên Toàn, 8 tuổi, là con ông binh bộ tư mã Vương An Sĩ, em ruột bà Lý Phu Nhân, mới thôi quan về ngụ thôn Vĩnh Ninh. Ba trẻ cùng học tập, rất mực thân ái. Tu Duyên còn nhỏ tuổi đã tỏ ra thông minh, chữ đọc qua một lượt đã nhớ liền. Đỗ tiên sinh cũng lấy làm lạ, thường nói với mọi người rằng sau này làm nên người tài giỏi chính là Lý Tu Duyên đây. Năm 14 tuổi, cậu lầu thông tứ thư, ngũ kinh, bách gia chư tử, cùng hai bạn Vương Hàn trong phòng học tập thi nhau làm thơ, thường tỏ ra có ý tưởng cao siêu. Năm đó, cậu dự tính lên huyện dự kỳ khảo thí. Trật Lý Mậu Xuân nằm bệnh không dậy nổi mà bệnh tình ngày càng trầm trọng. Sai người gọi em vợ là Vương An Sĩ tới chỗ đầu giường. Lý Viên Ngoại nói: "Hiền đệ ơi, ta chắc không còn sống được bao lâu nữa. Chị ruột và cháu của em hoàn toàn nhờ cậy vào em. Thằng Tu Duyên nhờ em quản cố, đừng để nó bỏ học." anh cũng đã định chỗ hôn nhân cho nó là con gái ông Lưu Thiên Hộ ở Lưu Gia Trang. Nhà ta không còn ai thân thích, tất cả trông nhờ hiền đệ quan tâm nhé. Vương An Sĩ nói, anh hãy yên tâm dưỡng bệnh, bất tất phải dặn dò nhiều lời, mọi việc đã có em lo. Viên ngoại lại quay qua nói với bà Vương Thị, hiền thê ơi, ta này đã 55 tuổi, chết chẳng còn non yểu. Ta mất đi, bà phải dáng nuôi dưỡng con thơ, dạy dỗ nó nên người. Ta ở dưới suối vàng cũng được mát dạ. Dặn dò tu duyên vài lời, Lý Viên Ngoại đã díu lưỡi, nhắm mắt, mê man không biết gì nữa. Cả nhà khóc lóc ẩm mỹ, nhờ vương viên ngoại lo liệu, việc ma chay cũng được đẹp đẽ. Lý Tu Duyên lo thủ tang không vào trường thi năm đó vương toàn và hàn văn mỹ đều đỗ tú tài hai nhà đều mừng rỡ vương phu nhân từ ngày chồng mất cứ giàu dĩ ở riêng một căn lầu mà thương nhớ chồng chẳng lo gì tới việc nhà qua biến cố gia đình lý tu duyên cũng ngả sang ham mê nghiên cứu về đạo phật hễ gặp được quyển kinh nào liền vui sướng đọc giết chẳng chịu buông xuống qua hai năm Vương phu nhân đột nhiên mắc bệnh qua đời. Lý Tu Duyên càng thêm thương cảm. Đến năm 18 tuổi, việc cư tang báo hiếu đã xong, Lý Tu Duyên lập chí xuất gia, vứt bỏ việc Hồng Trần. Lý Tu Duyên ra trước phần mộ cha mẹ thắp hương khấn vái, đốt tiền giấy rồi bỏ đi mất dạng, có để lại nhà một phong thư gửi cho người cậu. Vương viên ngoại hai ngày liền không thấy mặt cháu phái người đi khắp nơi tìm kiếm lục trong thư phòng thấy một lá thư Vẹn vẹn có mấy chữ tu duyên bỏ đi đừng tìm làm chi ngày sau gặp lại sẽ rõ vân vi vương viên ngoại biết cháu mộ đạo phật sai người tìm kiếm ở các chùa quanh miền chẳng thấy tung tích lại sai người đi dán các tờ cáo thị ghi rằng ai biết được lý tu duyên ở đâu đưa về nhà hậu thưởng 100 lượng bạc. Ai chỉ cho chỗ ở thưởng chục lạng. Tìm luôn 3 tháng như vậy, chẳng được tin tức. Lý Tu Duyên rời nhà ra đi, cứ rong chơi tràn bước, tới tận Hàng Châu. Tiền bạc mang theo cạn sạch, vào chùa xin xuất ra. Người ta không chứa mới tới ngôi chùa cổ linh ẩn trên núi Phi Lai thuộc Tây Hồ, yết kiến lão phương trượng xin cắt tóc đi tu. Vị hòa thượng chủ trì này là người tu hành từ nhiều kiếp trước, đã chín kiếp làm tỳ kheo, có tên là Nguyên Không Trưởng Lão. Đạo hiệu là Viễn Hạt Đường, tức là người mù đối với những việc cao xa. Vừa thấy mặt Lý Tu Duyên, nhận ra ngay đó là kim thân của vị La Hán chế ngự rồng bên Tây Phương, vâng pháp chỉ của Phật xuống trần cứu độ chúng sinh vì thấy tu duyên chấp mê không tỉnh nguyên không mới đưa tay vỗ lên đầu ba cái tu duyên liền hiểu rõ gốc gác của mình vái nguyên không trưởng lão làm thầy trưởng lão xuống tóc cho đặt pháp danh là đạo tế trong đời tu hành đạo tế giả điên giả dại các sư trong chùa gọi là hòa thượng điên hoặc nhà sư khùng dần già chết cái tên tế điên tăng có biết đâu ngài là la hán vâng pháp chỉ của phật xuống trần cứu độ chúng sinh những lúc ở bên ngoài ra tay cứu khốn phò nguy khuyên người ta làm lành mà ở trong chùa thì giả điên giả dại thấy các nhà sư có tiền bạc thì tìm cách lấy trộm để mua rượu thịt có khi thấy quần áo đồ đạc cũng trộm luôn đem ra ngoài cầm cố lấy tiền mua rượu có người hỏi Hòa thượng thì phải ăn chay, tại sao còn uống rượu? Tế Điền đáp, ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Vì thế mà vị sư dám tự trong chùa chẳng vừa lòng tí nào. Quang lượng vừa may một bộ tăng y rất đẹp, trị giá tới 40 quan tiền điếu. Tế Điền trộm liền, đem ra tiệm cầm đồ dưới chân núi. Quang lượng thấy mất áo, sai người đi tìm, bỏ tiền chuộc về. Quang lượng giận quá tìm gặp lão phương trượng bẩm rằng hòa thượng điên trong chùa này chẳng giữ thanh quy thường ăn trộm tiền bạc quần áo cùng đồ vật của các sư trong chùa phải theo luật chùa mà trừng trị mới được nguyên không trưởng lão nói đạo thế ăn trộm không có tang chứng không trị tội được các thầy cứ lén rình dập nếu quả có tang chứng bắt hắn về đây cho ta Quảng Lượng sai hai đồ đệ để ý canh trường hành động của Tế Điên. Tế Điên thường hay nằm gối đầu lên cánh tay mà ngủ ở Đại Hùng Bảo Điện. Hai chú tiểu, Chí Thanh, Chí Minh, để ý rình rập đã lâu. Hôm đó thấy Tế Điên thức dậy, ngó ráo rác khắp Đại Điện, sờ vật nọ, mó vật kia một hồi, sau mới đi ra, nơi bụng cộm lên một đống. Tế Điên lại tính rời khỏi chùa bước chân lật đật có vẻ khả nghi quá. Nhưng vừa đặt chân xuống con đường nhỏ dẫn ra cổng chùa, đã thấy Chí Thanh, Chí Minh đuổi theo, hô to. Giỏi cho Tế điên, người lại ăn cắp đồ vật gì đấy, đừng có chạy. Liền chạy tới, nắm chặt hai tay tế điên, lôi về phòng phương trượng. dám tự quảng lượng ở đâu chạy tới, vào bẩm với nguyên không trưởng lão. Bạch phương trượng, tế điên ở trong chùa chẳng giữ thanh quy, chúng tôi đã để ý dình bắt được quả tang hắn trộm đồ chùa. Xin phương trưởng y theo dưới luật, trừng trị đích đáng. Nguyên không trưởng lão nghe nói, nghĩ thầm. Đạo tế ơi là đạo tế. Người trộm cắp làm chi để chúng bắt được, ta có lòng che chở ngươi, nhưng lần này cũng đành á khẩu. Liền lên tiếng gọi. Đưa hắn vào đây. Tế điên bước vào, nói giọng thản nhiên. Con xin vấn an lão hòa thượng ạ. Nguyên không hỏi. Đạo tế không giữ thanh quy, lấy trộm đồ vật trong chùa, đáng tội gì? Quang lượng nói. Thu lại y bát, giới điệp, đuổi ra khỏi chùa, không cho làm tăng nữa. Lão phương trượng nói. Đạo tế, người lấy trộm vật gì, mau lấy ra coi. Tế công thưa. Bạch sư cụ, mấy vị sư huynh đổ an cho con đấy con nằm ngủ tại đại hùng bảo điện chợt thấy gạch ngói rơi tung tóe con quét dọn gom lại không tìm đâu ra đồ hút rác mới túm trong vạt áo tính đem ra ngoài chùa vứt bỏ nói rồi cởi nút vạt áo sổ ra một đống gạch cát rơi tung tóe lão phương trượng nổi giận quảng lượng vũ oan cho người lành tội trộm cắp phải trị thật nặng liền sai người lấy thước bản đánh giám tự chư tăng ồn ào xôn xao tế công không muốn nhìn cảnh tượng đó bỏ ra chơi tây hồ vừa tới bìa rừng liền thấy một người cởi dây lưng treo lên cành cây định tự ải hồi thứ hai đồng sĩ hoàng đợ con chôn mẹ chân la hán giải cứu người lành tế công ra chơi hồ tây bỗng gặp một người định treo cổ mới phóng linh quang biết rõ mọi chuyện. Người đó họ đồng tên sĩ Hoàng, vốn người huyện Tiền Đường, tỉnh Chiết Giang. Mồ côi cha từ nhỏ, đồng thờ mẹ là bà Tần, rất có hiếu. Vợ đồng là Đỗ thị lại sớm qua đời, để lại một đứa con gái là Ngọc Thư, khá lanh lợi. đồng làm nghề thợ bạc nuôi con. Đến năm đứa bé được 8 tuổi, đột nhiên bà Tần ngã bệnh nằm liệt giường. Đồng lo thuốc thang chảy chữa, mà nhà nghèo quá, mới đem con gái Ngọc Thư ở đợ cho nhà ông tiến sĩ họ cố với thời hạn 10 năm, được năm chục lạng bạc chữa bệnh cho mẹ. Bà Tần không thấy cháu gái mới hỏi, Cháu gái ta đâu? Đồng phải nói dối, Thưa mẹ, cháu nó về ở bên ngoài ạ. À? Tần lão thái thái, bệnh rất nặng, bảy ngày sau qua đời đồng lại hết lòng lo việc tang ma việc xong thì nhà nghèo rớt mùng tơi đồng tới phủ trấn giang làm mướn qua ngày thời giờ thấm thoát thoi đưa chẳng bao lâu đã qua mười năm đồng góp nhặt được sáu chục lạng bạc tính về chuộc lại con gái cha con hổ hỉ với nhau đồng sĩ hoàng vui mừng trở lại lâm an ôm trong mình số ngân lượng để chuộc con gái Tìm tới nhà ông tiến sĩ họ cố, nào ngờ cảnh cũng như cũ, người đã khác xưa. Hỏi thăm những người quanh đó, họ đều nói, cô lão gia đã được bổ làm quan, cử đi chấn nhậm nơi xe, không rõ là chỗ nào. Đồng sĩ Hoàng nghe qua tưởng như trời sập đất lở. Cô đại nhân đã không biết ở chỗ nào, con gái ta phiêu bạt về đâu. Đồng thất thẻo bước ra ngoài cửa quan tiền đường tới một quán rượu ở đường Thiên Trúc, gọi rượu uống giải sầu. Uống qua vài chén, chàng dè say túy lúy, chẳng biết trời trăng, bước cao bước thấp, quên cả lối đi. Trần tỉnh rượu, mò lại trong mình, gói bạc sáu chục lượng rớt lúc nào chẳng hay. Đồng sĩ Hoàng mới lết bước chân về phía bìa rừng nọ, càng nghĩ càng thêm sầu thảm. Con gái không thấy mặt đã buồn, này dẫu tìm ra nó Cũng không còn tiền mà chuộc Chẳng thà chết quách cho xong Đồng sĩ Hoàng vừa tính Đút đầu vào thòng lọng Cho thấy một vị hòa thượng Từ phía trước đi tới Vừa đi vừa hô to Chết cho rồi, chết cho rồi Đã đến nước này còn sống làm chi Tha rằng thắt cổ cho xong Hòa thượng nói rồi Cởi dây thắt lưng Treo lên cảnh cây Là một nút thòng lọng Đồng sĩ Hoàng nghe hòa thượng nói, giật nảy mình, lại nhìn hành động càng thêm kinh ngạc. Nhìn kỹ, thấy nhà sư ăn mặc lôi thôi, lích thích. Đồng sĩ Hoàng mới lên tiếng hỏi. Hòa thượng, ông tới đây làm chi? Thầy ta và ta đi hóa duyên trong ba năm trời, góp nhặt được năm lạng bạc. Vừa rồi thầy ta đưa ta số bạc đó, bảo đi sắm một bộ mũ sư, áo sư Tính ta xưa nay vốn hàm rượu, ta mới ghé một quán rượu, lai dài vài ba chén, chẳng dè say quắc cầu câu. Lục tỉnh lại sờ túi, thì năm lượng bạc rất đâu mất cả. Ta muốn về chùa gặp thầy, lại sợ thầy giận, nghĩ lại thấy mình hư hỏng, chẳng thà chết quách cho xong. Đồng sĩ Hoàng nghe chuyện, động lòng nói, Hòa thượng, ông vì năm lượng bạc mà tìm cái chết hay sao? trong túi tôi cũng còn năm sáu lượng bạc vụn mà tôi là người hoạn nạn không muốn sống giữ bạc cũng chẳng làm gì vậy tôi biếu ông lại gần đây mà cầm lấy đồng nói rồi lấy ra một túi nhỏ đựng bạc đưa cho hòa thượng hòa thượng nhận lấy mở coi cười ha ha bạc của ông không tốt bằng bạc của ta đã vụn nát sắc bạc lại xỉn đồng sĩ hoàng nghe vậy chẳng vui nghĩ thầm ta đem hết số bạc cho hắn, hắn còn chia bạc xấu nữa sao? nhưng chỉ nói nhỏ nhẹ. thôi, hòa thượng đem về mà xài đi. hòa thượng gật liền. Ừ, ta đi đây. hòa thượng đi rồi, đồng sĩ hoàng nói một mình. lão thầy chùa này quả bất cận nhân tình. ta trò bạc, hắn còn chê ỉ chê ôi. lúc bỏ đi không hề hỏi ta tiên họ là gì, cũng không một lời cảm tạ. Quả thật là hạng người không hiểu lễ nghĩa. Nếu biết vậy, để mặc hắn chết cho rồi. Đang lúc buồn bực, lại thấy hòa thượng quay trở lại nói. Hòa thượng, ta thấy bạc, quyền bén mọi chuyện. Không hỏi ân công tiên họ là gì, vì sao tới đây? Đồng sĩ Hoàng đem chuyện mình kể lại một lượt. Hòa thượng nói. Thì ra ông đánh mất bạc, cha con không thể gặp nhau. Ông cứ chết đi nhé, ta đi đây. Đồng sĩ Hoàng bực quá, nói Lão thầy chùa này chẳng biết việc đời là gì Nói ra toàn những câu đâm họng người ta vậy Lại thấy hòa thượng đi chừng 5-6 bước Quay trở lại hỏi Đồng sĩ Hoàng, ông chết thật hay chết giả đó? Ta chết thật, đã sao nào? Ồ, nếu ông thật tình muốn chết Thiết tưởng ông nên lưu lại chút ân tình Ta thấy chiếc áo ông đang khoác trên mình đáng giá năm sáu lượng bạc. Ông chết rồi, sói nhai chó cắn, chiếc áo nát đi thật uổng phí. Chỉ bằng ông cởi áo ra, tặng lại cho ta, chẳng là tốt đẹp hay sao? Đồng sĩ Hoàng giận quá, nhịn không nổi nữa. Thầy chùa thúi, người thật không hiểu giao tình. Ta với ngươi bèo nước gặp nhau, ta đã đem hết ngân lượng cho ngươi. Ngươi còn đòi hỏi quá quắt nữa sao? Hòa thượng vỗ tay cười thiện thay thiện tài ông chớ vội nóng ta hãy hỏi ông nhé ông mất số bạc muốn tìm cái chết vậy sáu chục lạng bạc lớn hơn sinh mạng sao ta sẽ giúp ông tìm lại con gái để cha con sum họp vậy có tốt đẹp chăng đồng sĩ hoàng nghe vậy nói bạch hòa thượng tôi đem tiền về chuộc con gái chẳng may số bạc mất hết nay dỗ gặp được con gái mà không tiền chuộc cũng chẳng ích gì được rồi, tôi đã có cách, cứ đi theo ta. Đồng sĩ Hoàng bây giờ mới hỏi. Hòa thượng tu ở chùa nào? Pháp danh là gì ạ? Ờ, oh, ta ở chùa Linh Ẩn, trên núi Phi Lai, thuộc Tây Hồ. Ta là Đạo Tế, nhưng mọi người thường kêu ta là Tế Điên Tăng. Đồng sĩ Hoàng nghe hòa thượng nói năng có vẻ thoát tục, liền cởi dây lưng treo trên cây xuống, hỏi sư phụ kêu đệ tử đi đâu cứ việc theo ta tế công nói rồi cầm tay đồng sĩ hoàng lôi đi chạy một hồi tới một đường hẻm ngừng lại dặn đồng ông cứ đứng ở đây lát nữa có người tới hỏi ngày tháng năm sinh ông cứ thưa thực người ta mời ông cứ đi theo hôm nay ta sẽ giúp cho cha con ông được gặp nhau cốt nhục trùng phùng đồng sĩ hoàng vội thưa đội ơn thánh tăng có lòng tử bi hòa thượng lại cắm đầu chạy về hướng bắc thấy một chốn nhà cao cửa rộng bên trong có cổng có chừng mười tên gia nhân đang đứng phía trên cánh cửa có treo tấm biển cho biết đây là nhà của một vị quan Thế công cứ xăm xăm bước lên bậc thềm nói phiền các vị cho hỏi chủ nhân nhà này có phải họ triệu không đám gia nhân nhìn kỹ thấy một hòa thượng rách dưới liền nói không sai chủ nhân chúng tôi họ chịu nhưng ông muốn gì hòa thượng nói ta nghe người ta nói lão thái thái nhà này mắc bệnh nặng lắm e rằng không qua khỏi nên ta tới gặp chủ nhân là để chữa bệnh cho bà cụ đó đám gia nhân nghe vậy nói hòa thượng tới không đúng lúc rồi đúng là lão thái thái chúng tôi vì thương tiểu chủ nhân chúng tôi mắc bệnh nặng quá lo nghĩ mà thành bệnh chủ chúng tôi là triệu văn hội rất có hiếu với mẹ nghe chỗ nào có thầy giỏi liền mời về chữa chạy gần đây nghe nhà ông tô bắc sơn cũng có một bà cụ bệnh nặng mời được một vị lương y là lý hoài xuân về điều trị nhà ông thầy này rất giỏi nghề thuốc chủ nhân chúng tôi đã sang nhà tô viên ngoại để mời lý tiên sinh chắc cũng sắp về rồi nói chưa dứt lời đã thấy một đoàn người cưỡi ngựa chạy tới đi đầu là ba người người thứ nhất cưỡi ngựa bạch mặt mày thanh tú tuổi chừng ba mươi đầu chít khăn vuông mình khoác áo lụa màu xanh chân mang hài gấm sắc mặt hơi trắng dưới cằm không dâu đó là vị lương y lý hoài xuân có biệt hiệu trại thúc hòa người thứ hai có khuôn mặt tròn như trăng đầy cặp mắt hiền từ dâu dài ba trỏm đó là viên ngoại tô bắc sơn Người thứ ba đích thị một phú ông, mặt trắng, dâu dài, mặt mày đầy đặn. Tế công nhìn kỹ ba người, liền tiến lại, chặn đầu ngựa nói. Bà vị hãy ngừng lại, hòa thượng ta đợi đây đã lâu rồi. Triệu văn hội ở phía sau, thấy một nhà sư lôi thôi lích thích, đứng chặn giữa đường, liền nói. Này hòa thượng, chúng tôi có việc rất gấp, tôi đang mời thầy về chữa bệnh cho mẹ. Hòa thượng muốn hóa duyên thì để ngày mai, hôm nay không được đâu tế công nói không phải ta không hề có ý hóa duyên nghe lão thái thái trong quý phủ mắc bệnh trầm trọng ta tới để chữa cho hòa thượng ta đã phát tâm nguyện nơi đâu có người bệnh nặng ta quyết tới đó điều trị triệu văn hội nói tôi đã mời thầy về chữa bệnh mà vị này là một danh y hòa thượng hãy đi đi tôi không dám mời ông đâu tế công quay nhìn Lý Hoài Xuân nheo mắt hỏi. Tiên sinh đã là danh y. Tôi xin hỏi ông về một vị thuốc chữa bệnh có được không? Ồ, ờ, hòa thượng muốn hỏi thứ thuốc gì? Bánh bao mới ra lò chữa bệnh gì? Bản thảo không ghi vị thuốc này. Tôi thật không biết. Hòa thượng cười rộ lên. Việc khẩn thiết tới đời sống ông cũng không biết. Vậy mà dám xưng là danh y. Bánh bao mới ra lò trị bệnh đói, đúng không nào ông đáp không trôi để ta đi cùng ông vào nhà họ triệu giúp ông một tay nhé được hòa thượng đi theo tôi triệu văn hỏi tô bắc sơn không phản đối chỉ cùng đưa mắt nhìn hòa thượng cùng tiến vào cổng tới phòng lão thái thái cùng ngồi gia nhân dâng trà xong lý tiên sinh bắt mạch cho bà cụ nói đây là chứng đờm ứ lại dâng lên cao phải làm sao cho cục đờm đó mở ra được, bệnh mới dứt. Nhưng cụ bà tuổi cao, khí huyết suy nhược, không thể dùng thuốc. Xin triệu viên ngoại mời một vị khác cao minh hơn tôi. Triệu văn hội nghe vậy, vội nói. Thưa tiên sinh, tôi chẳng phải người trong y giới, làm sao biết được ai là cao minh. Xin tiến cử dù một người. Lý Hoài Xuân nói. Ở Lâm An đây, chỉ có tôi và thang vạn phương là thầy giỏi bệnh nào ông ấy trị được tôi cũng chữa lành bệnh nào tôi không trị nổi chắc ông thang cũng đành bó tay thôi tế công nghe vậy liền xen vào các ông đừng nóng vội để tôi trị thử xem sao triệu văn hội vốn người chí hiếu nghe hòa thượng nói vội mừng rỡ đáp vâng vâng mời hòa thượng xem cho ạ Lý Hoài Xuân cũng muốn xem hòa thượng tài năng ra sao, nên không nói gì. Tế công lại gần bà cụ, vỗ nhẹ lên đầu hai ba cái, nói Lão thái thái không chết đâu, xương đầu còn cứng lắm. Lý Hoài Xuân nói Hòa thượng nói tầm bậy gì thế? Được, để ta lấy cục đầm ra cho coi. Tế công nói rồi, quỳ trước mặt bà cụ lên tiếng Đầm ơi, đầm à, mau chui ra đây, cả bà cụ chết mất. Lý tiên sinh cười thầm, lại có cách trị bệnh ngoài sách vở này sao? Nhưng đã thấy lão Thái Thái cất tiếng ho, khạc ra một cục đờm. Tế công lại mò trong mình, móc ra một viên thuốc vân vê trong tay, nói lấy cho một chén nước đây. Gia nhân đem nước tới, triệu văn hội vội hỏi: Hoa thượng, thuốc này gọi là thuốc gì? Có chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi không? tế công cười rộ bẻ viên thuốc làm đôi nói thuốc này tự ta chế ra chẳng phải cao đơn hoàn tán nhưng dù ai mắc chứng gì uống vào cũng khỏi liền tế công nói rồi thả nửa viên thuốc vào chén nước nói tiếp lão thái thái vì chuyện không vừa ý quá lo lắng nên đờm kết lại đưa lên trên mới thành hôn mê bất tỉnh hãy đỡ bà cụ dậy đổ thuốc này cho sẽ thấy công hiệu cấp kỳ. Triệu Văn Hội nghe hòa thượng nói, biết không phải người thường, hiểu được nguyên nhân căn bệnh rõ rệt, vội nói. Thánh Tăng hãy mở lòng từ bi. Quả thật mẹ tôi vì xót thằng cháu nội bé bỏng mà ra nông nỗi. Tôi có đứa con trai tuổi vừa lên sáu, không hiểu mắc phải oan nghiệt gì mà hôn mê bất tỉnh. Mẹ tôi nóng lòng vì cháu, uất kết trong người mà kéo đờm. Sư phụ đã trị bệnh cho mẹ tôi, cũng xin nhủ lòng thương chữa luôn cho cháu bé. Hòa thượng bảo đem thuốc đổ cho bà cụ. Dây lát khỏi hẳn, triệu văn hội thấy mẹ tỉnh táo như xưa, lại năn nỉ lần nữa. Xin trị bệnh cho con. tế công nói, muốn ta trị bệnh cho con ông cũng không khó, nhưng phải theo một điều kiện sau đây mới được. Triệu văn hội hỏi điều kiện thế nào? tế công thông thả kể ra. Hồi thứ ba, trổ phép thiền chữa bệnh triệu ra, giảng Phật Pháp âm thầm cứu người. Tế công chữa lành bệnh cho bà mẹ triệu văn hội, nhưng còn đứa con liên sáu, triệu cũng cầu xin chữa trị. Tế công nói, ta chữa được, nhưng chất dẫn thuốc là khó tìm thôi. Phải tìm cho được một người nam, 52 tuổi, sinh ngày mùng 5 tháng 5 và một người nữ 19 tuổi, sinh ngày mùng 5 tháng 8. Nước mắt hai người này quyện với nhau, gọi là nước âm dương, dùng làm chất dẫn thuốc rất tốt. Triệu Văn Hội nghe nói, vội ra cửa, phái gia nhân đi tìm cho được hai người, nam và nữ như thế. Họ đổ xô đi tìm, hỏi thăm ngay trong nhà hoặc những chỗ quen biết, chẳng tìm được người nào. Có người đúng tuổi lại sai ngày tháng, Có người đúng ngày sinh tháng đẻ lại không đúng tuổi. Sau cùng tới một nhà kia, thấy có người đàn ông đang đứng chạc năm chục tuổi, gia nhân vội tiến lại, vòng tay chào hỏi. Lão huynh tên gì à? Họ à, tôi họ Đổng, tên sĩ hoàng, vốn người đất tiền đường, đứng đây để đợi một người. À, Lão huynh năm nay năm mươi hai tuổi phải không? Ồ ờ, không sai. À, sinh ngày mùng năm tháng năm à? Ờ đúng vậy. Gia nhân mừng rỡ nói. À, vậy mời đồng huynh theo chúng tôi. À, chủ nhân chúng tôi có lời mời ạ. À. Đồng sĩ Hoàng hỏi lại. Quý chủ nhân vì sao lại tìm tôi? Xin nói rõ cho tôi được biết. Gia nhân hỏi chiều, đem chuyện tìm chất dẫn thuốc kể lại một lượt. Đồng sĩ Hoàng đi theo về gặp tế công và bọn Triệu Văn Hội. Tế công lại bảo đám gia nhân mau tìm cho được cô gái 19 tuổi, sinh ngày mùng 5 tháng 8 dẫn về đây. Đồng sĩ Hoàng nghe ngày sinh tháng đẻ phù hợp với con gái mình, lòng rất xúc động. Chợt thấy đám gia nhân khác tiến vào thưa. Bên bà cô có đứa nhà Hoàn Xuân Nương, đúng 19 tuổi sinh ngày mùng 5 tháng 8, nên chúng tôi dẫn về đây ạ. À. Từ bên ngoài, một cô gái bước vào. Đồng sĩ Hoàng thoạt nhìn đã nhận ra con gái mình, khóc giống lên. Tê Công cười khà khà. Thiện tài, thiện tài. Hôm nay ta làm một việc mà được tới ba, lại đều tốt đẹp cả. Nói rồi, lấy ra nửa viên thuốc, bảo gia nhân hứng nước mắt cha con đồng sĩ Hoàng làm chất dẫn thuốc, đem cho triệu công tử uống. Dây lát, công tử tỉnh táo tinh thần, bệnh giường dứt hẳn. Tế công đem chuyện đồng sĩ Hoàng đánh mất tiền, tính treo cổ tự vẫn, và mình tìm cách giúp cha con sum họp kể lại một lượt. Triệu văn hội đưa tặng cha con đồng sĩ Hoàng một trăm lạng bạc làm kế sinh nhai, lại bỏ tiền mua một nha hoàn trả lại cho bà cô. Lý Hoài Xuân hỏi thăm, biết được hòa thượng chính là tế công trưởng lão ở chùa Linh Ẩn, vô cùng kính phục. Tô Bác Sơn tới trước mặt tế công, cung kính vái chào, ngỏ lời cầu xin hòa thượng vui lòng tới trị bệnh cho mẹ mình. Hòa thượng đứng dậy nói, được, ta sẽ tới nhà ông. Tô Bác Sơn nói, vậy thì tốt quá. Triệu Văn Hội biết không lưu giữ nổi, đưa ra một trăm lạng bạc để hòa thượng may quần áo mới. Hòa thượng nói, Ông muốn tạ ơn ta, hãy lại gần đây. Nghe ta dặn nhỏ, nên như thế, như thế. Triệu văn hội nghe qua, nói, Sư phụ yên tâm, đệ tử sẽ làm đúng như lời. Tế công dặn xong, cùng Tô Bắc Sơn rời khỏi nhà họ Triệu. Cha con đồng sĩ Hoàng cũng xin từ biệt hòa thượng tới nhà tô bắc sơn vào thư phòng ngồi hòa thượng hỏi lệnh đường lão thái thái mắc bệnh nặng đã mời ai tới chữa tô bắc sơn nói chẳng dám giấu hòa thượng tôi đã mời một số thầy thuốc trần trị mà đều không khỏi trước là một vị thần y tên thang vạn phương sau tới lý tiên sinh tên hoài xuân hai người đều nói mẹ tôi tuổi già sức yếu huyết khí suy nhược không thể dùng thuốc, tôi chỉ biết làm hết sức mình trông nhờ số trời. Nay gặp được thánh tang thật tam sinh hữu hạnh, chắc lão mẫu sẽ khỏi bệnh trầm khe. Nói rồi mời tế công vào nhà trong. Qua một hàng hiên bằng trúc xanh phía tây, tới một dãy nhà năm gian phía bắc mới vào nội thất. Thì lão thái thái nằm liệt trên giường, mấy cô nha hoàn đứng hầu chung quanh. Gia nhân dâng trà xong. Tế công lại lấy ra một viên thuốc đen Vân vê trong tay Tô Bắc Sơn cầm viên thuốc trong tay Thấy đen xì Lại có mùi lạ lạ Mới hỏi Dạ thuốc này tên là gì ạ Ồ ờ, thuốc này là Linh dược của hòa thượng ta Gọi là yếu mệnh đơn Tức là thuốc cứu mạng Nghĩa là dẫu người Đáng lý phải chết Uống vào cũng khỏi Cứ cho bà cụ uống ngay đi Tô Bắc Sơn hòa tan viên thuốc vào nước, đưa cho mẹ uống. Quả nhiên, dây lát bệnh dường như dứt hẳn. Tô Bắc Sơn mừng quá, lên nhà trên bảo gia nhân bày một tiệc rượu khoản đãi hòa thượng. Trong tiệc, bàn chuyện cổ kim. Tế công vốn đầy một bụng sách, giảng thao thao bất tuyệt. Tô Bắc Sơn biết đó là một bậc ngoại thế cao nhân. Liền vái làm thầy, xin cấp quần áo mới cho hòa thượng. Tế công gạt đi, nói. Ông muốn tạ ơn ta, nên làm như thế này, thế này. Bây giờ ta phải đi đây. Thưa sư phụ, nhà này cũng coi như nhà của lão già. Lúc nào cao hứng, lão già cứ tới mà ở. Tốt lắm, nhưng hôm nay ta phải về chùa thôi. Tế công rời nhà Tô Bắc Sơn, dòng chơi trốn chợ búa. Vừa đi vừa nghêu ngao hát nhởn nhơ một hồi mới quay về chùa Linh Ẩn. Tế công về tới chùa, leo lên lầu, đại bi, đánh một giấc. Quang lượng có ý muốn hại để trả thù trước. Biết tế công đang ngủ say trên lầu đại bi, liền sai đồ đệ dình lúc nửa đêm tới phóng hòa đốt chết. Lần đầu, chú tiểu châm lửa, bị tế công đái lên đầu, lửa tắt ngúm lần sau lửa bắt cháy bốc lên ngùn ngụt thiêu rụi lầu đại bi thấy lửa bốc cao các sư trong chùa choàng dậy cả hô to nguy to nguy to mau chữa lửa lại nói hòa thượng điên đạo tế đang ngủ trên lầu chắc thành heo quay mọi người xúm vào cuối cùng cũng dập tắt được ngọn lửa giám tự quảng lượng tin chắc hòa thượng điên đã cháy thành than chẳng ai biết được âm mưu của mình lòng mừng khắp khởi. Chợt thấy tế điên từ đại hùng bảo điện đi tới, cười ha ha. Người hại người đâu có được, trời hại người dễ như chơi. Quảng lượng thấy tế công không chết, bực bội trong lòng, tới chỗ phương trượng kiếm chuyện. Tế Điền để cháy lầu đại bi phải nên trị tội. Lầu đại bi cháy là ý trời, liên quan gì tới đạo tế? Nước có quốc pháp, chùa có thanh quy, Xưa nay trong chùa thắp đèn hoặc đun bếp nấu cơm đều có giờ giấc nhất định. Đằng này tế điên để đèn cháy suốt đêm, say rượu ngủ quên, khiến lửa bốc lên thiêu rụi căn lầu đại bi. Tội nặng như vậy phải trừng trị, thu lại y bát, giới điệp, đuổi ra khỏi chùa, không cho làm tăng nữa. Sửa vậy quá nặng, sai đi quyên hóa, trùng tu lại lầu là được rồi. Phương trượng nói rồi, lên tiếng gọi kêu đạo tế vào gặp ta không bao lâu tế công từ ngoài tiến vào cúi chào đệ tử xin vấn an lão hòa thượng phương trưởng nói đạo tế người không giữ thanh quy để cháy lầu đại bi vậy phải đi hóa duyên lấy tiền trùng tu công trình này phải mất một vạn lượng bạc mới đủ người hãy hỏi sư huynh cho thời hạn là bao lâu Tế công quay qua hỏi Quảng Lượng. Sư Huynh cho tôi thời hạn bao lâu? Ba năm có quyên nổi một vạn lạc bạc không? Lâu quá, cho thời hạn ngắn hơn. Một năm quyên hóa một vạn lạng để trùng tu, được chứ? Vẫn còn lâu, ngắn hơn nữa đi. Nửa năm nhé. Tế công vẫn lắc đầu, chê lâu. Quảng Lượng nói, một tháng. Tế công vẫn chê lâu. Quang lượng nói, một ngày vậy. Tế công liền to tiếng. Một ngày quyên một vạn lạc bạc. Anh đi mà xin, tôi không đi. Tế công nói rồi, cất tiếng cười ha hà. Các nhà sư can gián nói, cho hắn thời hạn một trăm ngày đi quyên hóa. Nếu xin được một vạn lạc bạc lấy công chuộc tội. Tế công nhận liền mỗi ngày đều ra khỏi chùa đi quyên hóa trong khoảng thời gian đó ông mượn tiếng đi quyên hóa ở lâm an cho linh dược cứu người phổ độ chúng sinh thu nhận khá nhiều đệ tử ông luôn luôn ăn mặc rách dưới giả điên giả khùng không để lộ chân tướng của mình một ngày nọ ở sườn núi phía sau chùa trên ngọn phi lai tế công chợt gặp hai người thợ săn có tướng mạo anh hùng hào hán vác một sâu thỏ nai chồn liền đứng chặn đường hỏi hai vị tên họ là chi đi đâu đây? một người nói tôi là trần hiếu biệt hiệu mỹ nhiêm công người này là dương mãnh hiệu bệnh phục thần chúng tôi lên núi săn dược thú trở về đây à, sư phụ là ai Tế công xưng tiên đầy đủ, rồi chợt cất tiếng cười ha hả. Mỗi ngày mò hang hố, suốt ngày săn bắn thú, đành rằng ông sướng thân, sinh linh mặc bà hú. Dương mãnh Trần Hiếu nghe qua như bừng tỉnh cơn mê, được Phật pháp soi sáng tận đáy lòng, biết được Hòa thượng là cao nhân ẩn sĩ, vội quỳ xuống làm lễ, bái Tế công làm thầy nói hai con từ nay xin đổi nghề, sẽ theo bạn bè làm bảo tiêu kiếm sống ạ. À? Hòa thượng nói, tốt lắm, hai người ắt làm ăn ngày càng phát đạt. Hai người từ biệt ra về, tế công cứ hàng ngày rong chơi như thế. Về chùa thì uống rượu, ăn thịt, chẳng nói tới chuyện hóa duyên. Quảng lượng cũng không thúc giục, có ý đợi cho hết thời hạn, không xin được đồng nào sẽ đuổi ra khỏi chùa. Ngày tháng thoai đưa, đã qua mấy tháng mà Tế Công chẳng quyên hóa được đồng nào. Một hôm, Tế Công thấy nhà sư canh giữ chùa vắng mặt, mới lẻn vào điện vi đà, điện thờ mấy ông hộ pháp. Thấy tượng thần uy nghi, liền nói, Lão vi đà này, cùng ta ra ngoài rong chơi nhé. Liền khắp nách tượng thần ra khỏi chùa, tới Tây Hồ. Những người đi đường trông thấy bảo nhau. Mấy người quay kìa, Xưa nay chỉ thấy các nhà sư khóa duyên hoặc cầm cái bát hoặc cầm cái mõ, chứ chưa từng thấy ai vác tượng vi đà đi xin bố thí bao giờ. Hòa thượng cười ha hả Mấy người kiến thức đồng cạn nên ăn nói lung tung, chứ vị thần này là người giúp việc đắc lực trong chùa tôi đấy. Dân chúng nghe hòa thượng nói đều cười rộ lên. Hòa thượng đang đi chợt ngẩng đầu lên, thấy một luồng khí đen xông thẳng lên trời, liền phóng linh quang, hiểu rõ, nói chống không. Thiên tài, thiên tài, ta làm sao có thể bỏ qua chuyện này? Lại xăm xăm bước tới, thấy trên đường cái phía bắc có một quán bán cơm rượu, là lầu túy tiên, phía trên treo tấm bảng hiệu của tử quán, ghi thêm một bài thơ. Lý Bạch rượu vào thơ liên miên, Trường an tử quán ngủ say mềm, thiên tử cho vời chối đây đầy, thần đây vốn thực, tử trung tiên. Hai bên lại có câu đối. Say rồi, trời đất rộng, trong vò năm tháng dài. Tê Công xăm xăm đi tới hô to. Chào ông trưởng quỹ. Trưởng quỹ từ phía trong nhìn ra, thấy có vẻ là một tiểu hòa thượng đi quyên giáo, vội nói. Hòa thượng, ở đây chúng tôi mùng một, mười dằm mới cho tiền. Tế công nghe vậy hỏi liền. Thì ra ở đây mùng một, mười dằm mới bán cơm. Nói rồi, đứng lù lù trước cửa. Chờ thấy thử phía đông ba người đi tới. Trưởng quỹ chưa kịp lên tiếng mời khách. Tế công đã đứng chặn trước mặt hỏi. Bà vị muốn ăn cơm hả? À? Ở đây mùng một, mười dằm mới bán ba người nghe nói bỏ sang quán ăn khác ba bốn mối như thế đều bị tế công xua đi hết trưởng quỹ tức giận nói hòa thượng ông đuổi hết khách của tôi như vậy là nghĩ làm sao tế công nói tôi muốn ăn cơm vừa đặt chân tới cửa ông đem lệ ngày rằm mùng một nói chặn trước tôi phải hiểu rằng ngày rằm mùng một các ông mới bán cơm chứ Ồ, tôi tưởng ông tới hóa duyên đi nói ngày rằm mùng một quán mới thí tiền cho sư. Ông đã hiểu chưa? Ông hiểu lầm rồi. Tôi tới ăn cơm mà. Ồ, vậy thì mời vào. Tế công vác tượng vi đà vào phòng trong. Chọn chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Gọi mấy món ăn và bốn năm bầu rượu. Ăn uống xong xuôi, kêu tính tiền. Cộng chung là một ngàn sáu trăm tám mươi đồng kẽm. Tế công nói, ghi sổ đi hôm khác tính chung một thể. Trưởng quỹ đã để ý từ nãy, nghe hòa thượng không có tiền trả, liền tiến lại nói. Hòa thượng, ai tới đây ăn uống cũng phải đem theo tiền mặt, ông quẹt mỏ rồi không trả tiền là không xong đâu. Trả ngay một ngàn sáu trăm tám chục đồng này. Tế công đang cãi cọ với nhà hàng, chợt nghe bên ngoài có tiếng thét vang, hai người dáng vẻ anh hùng bước vào hồi thứ tư vác vi đà bắt quỷ chu ra bệnh phục thần giận đánh lão đạo tế công đang cãi cọ với nhà hàng cho thấy hai người bước vào họ tới trước mặt tế công thi lễ người đi đầu có điệu bộ hiên ngang cao hơn tám thước sắc mặt hơi vàng cặp mắt sáng long lanh mặc áo lụa màu xanh chân mang dép nhẹ người thứ hai chừng ngoài hai mươi tuổi mặt trắng bệch không có sắc máu mặc áo lụa màu vàng nhạt chân mang dép nhẹ hai người đó là mỹ nghiêm công trần hiếu và bệnh phục thần dương mãnh họ từ hãng bảo tiêu trở về định lên chùa linh ẩn tìm tế công đi ngang qua quán cơm này nghe tiếng ồn ào huyên náo chạy vào xem gặp đúng lúc tế công đang cãi cọ liền hỏi sư phụ vì sao thầy ở đây tranh cãi chúng hỗn láo với thầy chăng cứ kể rõ cho chúng con biết chúng con đập cho chúng một trận biết tay trần hiếu vội can hiền đệ không được lỗ mãng hãy hỏi cho rõ chuyện đã chứ những người làm công trong quán thấy hai người dáng điệu hùng dũng ăn to nói lớn vội thưa hai vị quan nhân chớ vội nóng nguyên là vị sư phụ này ăn xong không có tiền trả lại nói ngang nên mới xin chuyện thôi. Hòa thượng nói, tốt lắm, hai đầu đệ tới thật đúng lúc, quán ăn này khinh rẻ ta quá lắm. Trần Hiếu hỏi, sư phụ, chúng làm nhục thầy ra sao? Ta ăn xong, chúng không cho đi, nhất định đòi tiền. Trần Hiếu nghe xong, không nhịn được cười. Ờ à, thì ra là chuyện đòi tiền. Liền quay qua, nói với trưởng quỹ. Này, trưởng quỹ, các người không biết hòa thượng này là vị Phật sống, tức tế công trưởng lão ở chùa Linh Ẩn đó. Từ nay, ngài ăn uống hết bao nhiêu, cứ tính gộp vào cho hai anh em ta nhé. Trần Quỹ nói, chúng tôi cam thất kính. Hòa thượng hỏi hai người, các con ăn cơm chưa? Trần Hiếu thưa, chúng con ăn rồi ạ. À? Vậy thì, hai con vác tượng vi đà theo ta đi hóa duyên đi. Trần Hiếu nói, các đệ tử của thầy đều là thân hào, phú hộ. Nhiều thì chẳng nói, chứ chín, mười lạng bạc chúng con sẵn đây. Thầy hà tất phải đi hóa duyên. Hòa thượng lắc đầu. Hóa duyên là bổn phận của hòa thượng ta. Thôi, Dương Mãnh vác tượng vi đà đi theo ta vậy. Dương Mãnh dạ, đứng dậy, vác tượng đi liền ba người rời khỏi quán rượu đi về hướng đông những người đi đường nhận ra trần hiếu và dương mãnh thì thào với nhau hai vị quan nhân này sao lại theo hòa thượng đi hóa duyên nhỉ trần hiếu thẹn đỏ mặt đi tránh xa một chút dương mãnh vốn tính hồn nhiên cứ lẽo đẽo theo sau hòa thượng cho thấy trước mặt một tiệm trà mới khai trương tế công kêu dương mãnh đặt tượng vi đà xuống xăm xăm bước lên bậc thềm nói cảm phiền cảm phiền mấy người làm công trong tiệm nghe tiếng hòa thượng vội hỏi hòa thượng mua trà hả ta không mua trà nghe tiệm mới khai trương ta tới chúc mừng ờ oh, thì ra hòa thượng tới chúc mừng mời vào đây dùng trà nhé chúc mừng cũng có đồng thời muốn hóa duyên chút đỉnh nữa hóa duyên chút đỉnh là bao nhiêu cho ta hai trăm lạng bạc ta đi liền không đòi hỏi nhiều đâu hóa duyên chút đỉnh mà hai trăm lạng bạc hòa thượng đi nơi khác mà xin tiệm chúng tôi mới mở không có nhiều tiền đâu tế công cười ha hả lúc này cho ta hai trăm lạng ta đi ngay đợi tới giữa trưa phải bốn trăm lạng đấy xế chiều là sáu trăm lạng tới tối phải tám trăm lạng đấy nếu để qua một đêm, ấy, các ngươi bán cả tiệm đi cũng không đủ thỉnh cầu của ta đâu. Trưởng quỹ biết đây là một trò quậy phá của hòa thượng điên, nhằm một mục đích khác nên không nói gì. Nhưng có một khách mua trà, ưa xen vào chuyện của người khác, tiến lại trước mặt hòa thượng nói. Này hòa thượng, tiệm người ta mới khai trương, ông tới quậy hả? Nếu ông muốn xin vài ba đồng mua đèn hương, tôi đây cho ông còn muốn vài quan tiền để mua quần áo mới thì hôm khác tới, thử cưỡi lên mình tôi coi. Cưỡi lên mình ngươi? Bộ người cõng nổi ta sao? Hòa thượng, tôi không giỡn chơi với ông nữa. Ông đi đâu khóa duyên mặc xác ông, nhưng không khóa nổi số tiền lớn như thế, chớ kể là hòa thượng giỏi. Chẳng cần phải thách, cứ trống mắt mà coi ta xoay trở. Tế công nói rồi, quay qua bảo Dương Mãnh. Dương Mạnh, người quay nhìn phía sau, hệ thấy một đạo sĩ từ đường hẻm nhỏ phía nam đi tới. Cứ tóm lấy, đánh chết trước tiệm trà, để chủ tiệm liên quan mà thường nhân mạng. Dương Mạnh vốn tính hồn nhiên, nghe Tế Công nói, liền gật đầu, dạ một tiếng. Đưa mắt nhìn về phía đường hẻm, có ý trông đợi lão đạo. Chẳng mất công đợi lâu, quả thấy từ phía đường hẻm đi tới một lão đạo sĩ mình cao tám thước, eo nhỏ, vai rộng, đội mũ đạo sĩ màu xanh, mặc áo đạo màu lam, lưng cài thanh kiếm báu, đựng trong bao kiếm bằng da cá sấu, chuôi kiếm lại buộc sợi tơ vàng. Đạo sĩ mặt mày tròn trịa, có nét thanh kỳ, cặp mắt hiền từ, lại để dâu ba tròm, phất phơ trước ngực. Dương Mãnh vừa trông thấy, liền nổi giận hô to. Giỏi cho yêu đạo, ta đợi đây đã lâu rồi. Người chạy đi đâu? Nói rồi, cung tay đánh đạo sĩ té lăn cổ. Đạo sĩ này từ đâu tới? Vì sao tế công lại suối dương mãnh đánh ông ta? Nguyên ở đường Thái Bình, trong thành Lâm An, có một nhà phú hộ họ Chu tên Cảnh, tự Vọng Liêm. Được xưng tụng là Chu Bán Thành. Ý nói là tiền bạc bằng phân nửa một thành Lâm An tiền bạc trong nhà có tới trăm vạn lượng. dây gối chỉ được một chai. Tên Chu Chí Khôi, tuổi đã hai mươi mốt mà chưa có vợ. Chu Chí Khôi cũng khá đẹp trai, mà vì kén chọn quá, cao không tới, thấp không với, nên vẫn còn độc thân. Chu viên ngoại đã ngoài bảy mươi, chỉ sinh được một trai, nên không nỡ trái ý con. Một hôm, Chu Chí Khôi bỗng mắc bệnh, ở thư phòng trong vườn hoa điều dưỡng. Đã mời nhiều thầy giỏi chữa trị, nhưng thuốc chưa thấy công hiệu. Lão viên ngoại rất lo lắng. Một tối cầm đèn lồng tới thư phòng ở vườn hoa thăm con. Tới trước cửa phòng, nghe bên trong có tiếng trai gái cười đùa với nhau. Lão viên ngoại rất nghi ngờ, nghĩ. Hẳn là một con nha hoàn trong nhà dẫn dụ con trai ta làm chuyện cầu thả đây. Không được, Gia phòng bại khoại mất thôi, ta phải coi cho rõ đứa nào. Bèn nhấm nước bọt thấm ướt giấy dán cửa sổ để coi cho rõ. Nhìn vào thấy đồ đạc vẫn kê như cũ. Giữa phòng là một chiếc bàn nhỏ, trên thắp nến, chiếu sáng những món ăn. Ngồi bên đông là con trai ông lão, bên tây là một cô gái xinh đẹp như hoa. Viên ngoại nhìn kỹ nhận ra cô gái đó là con gái ông bạn Vương Thành ở sát vách bên đông, tên Vương Nguyệt Nghe. Viên ngoại kinh hãi, nghĩ thầm. Ta với Vương Viên ngoại là bạn từ hồi để tròm, sao hai đứa nó dám làm chuyện xấu hổ như thế? Nhưng cũng không dám xông vào, sợ hai trẻ hồ thẹn mà tự tử chăng? chu viên ngoại đành xoay mình, trở về phòng đằng trước, gặp phu nhân. chu viên ngoại nói, bà có biết con trai chúng ta bệnh tình ra sao không tôi vừa thấy nó cùng con gái chú vương thành ở sát vách nhà ta là vương nguyệt nga ngồi uống rượu cười đùa với nhau đấy việc này bà tính thế nào cho phải đấy ông hà tất phải nóng vội ngày mai ông cứ sang chơi nhà vương hiền đệ hỏi thăm xem cháu nó có ai hỏi chưa nếu chưa thì chúng ta nhờ mai mối đánh tiếng như vậy vừa giữ được danh tiếng hai nhà lại khiến hai trẻ được tròn tâm nguyện chẳng là tốt đẹp cả hai bề hay sao viên ngoại nhận là rất phải hôm sau viên ngoại dậy sớm ăn điểm tâm xong thay đổi y phục dẫn theo vài tên gia nhân sang nhà vương viên ngoại hỏi thăm vừa ra tới cửa đã thấy cát bụi bốc cao một người cưỡi ngựa đi kèm một cỗ kiệu nhỏ tiến lại nhìn xem chính là vương viên ngoại vương thành thấy chu bán thành cũng vội xuống ngựa thi lễ hỏi lâu nay không gặp trưởng huynh vẫn mạnh giỏi chứ hiền đệ đi đâu về thế ngồi trong kiệu là ai vậy à, à ngồi trong kiệu là cháu gái anh tức vương nguyệt nghe đó hai tháng này cháu ở chơi bên nhà cậu nó nhân có người hỏi hẹn ngày mai đưa lễ vấn danh nên hôm nay em phải đón cháu về chu viên ngoại nghe qua rung động trong lòng nghĩ thầm có chuyện lầm lẫn gì đây đêm qua chính mắt ta thấy vương Nguyệt nga ở nhà sau cùng con trai ta uống rượu mà làm sao nó có thể ở nhà cậu trong hai tháng qua chẳng lẽ ta khoa mặt nhìn lầm người quyết không thể có chuyện đó nghĩ vậy bèn nói hiền đệ, có thể bảo khiêng lại gần đây cho ta coi mặt cháu gái một chút được không vương thành kêu phu kiệu khiêng lại gần hạ kiệu xuống thị nữ vén rèm đỡ tiểu thư bước xuống vái chào chu viên ngoại chu viên ngoại vừa nhìn đã nhận ngay ra người con gái tối hôm qua ở phòng chu trí khôi uống rượu cười đùa chẳng sai chút nào chu viên ngoại kinh hãi nghĩ thầm không xong rồi Vương Nguyệt Nga chẳng phải yêu quái tả ma, cũng là hồ ly tinh. Ông sợ muốn ngất đi. May có người đỡ mới đứng vững. Vương viên ngoại hỏi. Trưởng huynh, anh thấy mặt cháu gái vì sao có thái độ đó? Hiền đệ, ta thấy mặt cháu gái lại nghĩ tới con trai ta đang bệnh trầm trọng, chưa biết sẽ ra sao. Thật tình, em không biết chuyện đó. Ngày mai phải tới thăm cháu mới được. Vương viên ngoại nói rồi, cáo từ. Chu viên ngoại trở vào nhà, thở ngắn thở dài. Phu nhân hỏi nguyên do, viên ngoại nói. Vợ chồng đang buồn bực. Cho thấy từ ngoài cửa bước vào một thư đồng tên là Phúc, tuổi trường 15-16, rất lành lợi. Chu Phúc nói. Viên ngoại chẳng cần phải nóng vội. Ở ngoài cửa thanh ba, có ngôi đền tam thanh. Ở đó có lão đạo sĩ Lưu Thái chân rất giỏi bắt quỷ trừ tà viên ngoại hãy tới đó mời đạo sĩ về bệnh công tử ắt khỏi thôi chu viên ngoại nghe rất có lý sửa soạn dẫn theo bốn năm người sai phúc đi dẫn đường tới đền tam thanh ở ngoài cửa thanh ba mời đạo sĩ tới nơi gõ cửa liền có một đạo đồng bước ra hỏi các vị là ai có chuyện gì gia nhân nói chúng tôi là người nhà chu viên ngoại ở trong thành tới đây để mời đạo gia về bắt yêu ngôi đền này có một tòa chính điện hai bên đông tây có hai tòa phối điện đạo đồng dẫn mọi người tới dãy phía đông liền có lão đạo sĩ xuống tận thềm tiếp đón chu viên ngoại thấy đạo sĩ đó đội khăn xanh mặc áo đạo màu lam vẻ mặt thanh tú vội nói từ lâu nghe danh tiên trưởng như sấm bên tai. Nay ở vườn hoa nhà tôi có yêu quái lộng hành, biến ra một cô gái giống hệt như cô Vương Nguyệt Nga ở nhà sát vách. Mê hoặc con trai tôi là Chu Chí Khôi. Xin tiên trưởng mở lòng từ bi tới bắt quỷ trừ tà, giúp cho con trai tôi hết bệnh. Lão đạo sĩ biết họ Chu là một nhà cự phú, vội đáp. Viên ngoại cứ về trước, tiểu đạo sẽ tới liền. Lao viên ngoại uống một chén trà, cáo từ. Đạo sĩ tiễn khách rồi, trở vào trong đền hỏi. Đạo đồng, chiếc khăn đạo sĩ và đôi giày mới của ta, người đem cầm được bao nhiêu tiền? Đạo đồng đáp. Hôm đó đem cầm, lấy tiền mua rượu, được hai quan tiền. Đem bộ chân đèn đổi lại, còn áo đạo và thắt lưng cầm được bao nhiêu? năm quan tiền ạ. À. Đem bàn thờ cùng mấy tấm màn đổi lại. Đi chuyến này phải ăn mặc cho đàng hoàng mới phất. Đạo đồng đi chuộc khăn áo mang về. Đạo sĩ ăn mặc tề chỉnh, tiến về cửa thanh ba. Lại vòng qua cửa tiền đường để khoe bộ cánh đẹp. Nào ngờ đang đi, chợt nghe một tiếng thét vang. Dương Mãnh sung tới, đánh đấm túi bụi. Hồi thứ năm, nơi vườn hoa, chu viên ngoài thấy yêu quái, đền tam thanh mời được lão đạo sĩ. Dương Mãnh xông vào đánh đạo sĩ tới tấp, đến nỗi khăn đội đầu rơi xuống đất. Tê Công lật đật chạy lại can. Trần Hiếu cũng nói, Dương Hiền Đệ, em không chạy đi, còn đợi người ta tới bắt liên quan về tội gây dối hay sao? Nói rồi kéo Dương Mãnh chạy đi mất. Lão đạo sĩ giận dữ, mắt trợn trừng, miệng hét in lên. Loạn to, loạn to. Khi không, nếu người ta lại mà đánh, ta phải lên huyện tiền đường cáo quan mới được. Tế công nói. Được thôi, nhưng đạo sĩ hãy nhìn kỹ ta, rồi muốn nói gì hãy nói. Ông phải đem cầm bộ chân đèn cùng bàn thờ và mấy tấm màn, phải không? Ta sẽ giúp ông kiếm một số tiền chuộc lại mấy món đồ ấy nhé. Đạo sĩ nghe nói, ngạc nhiên, nghĩ thầm. Những việc ta làm, sao hắn biết được nhỉ? Liền đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới. Thấy hòa thượng diện mạo xấu xí, cao chưa đầy năm thước, đầu tóc bù xù, quần áo rách dưới, đi đôi giày rách. Mới hỏi, hòa thượng ở chùa nào? Ta ở chùa Hoàng Liên, bên bãi chăn ngựa ở hẻm nhỏ tên là Khổ Hạch. Ông định đi đâu đấy? ta vào thành Lâm An. Trong thành có một tài chủ ở đường Thái Bình tên là Chu Vọng Liêm, là nhà phú hộ giàu nhất thành Lâm An. Nên người đời xưng tụng là Chu Bán Thành. Ông ấy mời ta tới bắt yêu trừ tà, chữa bệnh cho người đau. Lưu Thái Trân nghe nói, chẳng hài lòng chút nào, nghĩ thầm. Chú viên ngoại không đàng hoàng chút nào. Đã mời ta thì đừng mời hòa thượng đã mời hòa thượng còn kêu ta làm chi nhưng ta cứ đến đấy coi nếu cùng kính thì ta bắt yêu cho còn nể nang hòa thượng thì ta rút lui nghĩ rồi nói hòa thượng tôi với ông cùng đi nhé tế công vác tượng vi đà đi theo lưu thái chân hỏi lưu đạo gia họ gì ông đã kêu tôi là lưu đạo gia còn hỏi họ gì đúng là hòa thượng khùng Tế Công cười ha hả, không cãi lại, chỉ cất tiếng hát. Người bảo ta khùng, ở ừ, ta khùng, khùng điên chừng ấy mới ai thông? Ví ai muốn học khùng điên ấy, phải đãi bần tăng rượu một thùng. Hai người tiến qua cửa tiền đường, tới một nhà cổng lớn ở đường Thái Bình. đưa tay gõ cửa, thấy quản gia bước ra nhòm, hỏi: Đạo gia đã tới? lão đạo, đạo sĩ nói phiền ông vào bẩm cho một tiếng nói rằng người bắt quỷ đã tới thế hòa thượng vác tượng vi đà chẳng nói tiếng nào viên quản gia cũng ngó sơ qua rồi quay mình trở vào thư phòng chu viên ngoại đang ở đó đợi đạo sĩ thì gia nhân vào bẩm đạo sĩ lưu thái chân ở đền tam thanh ngoài cửa thanh ba đã tới còn có một hòa thượng đi kèm chu viên ngoại ngạc nhiên hỏi ai mời hòa thượng vậy chu phúc nói chắc là lão đạo sĩ mời đó lão nhân gia có ra đón cũng nên cung kính hòa thượng để đạo sĩ khỏi mích lòng thực ra ai nấy đều lầm lẫn viên ngoại đinh đinh rằng đạo sĩ mời hòa thượng đi theo đạo sĩ lại tưởng gia chủ mời sẵn có biết đâu rằng hòa thượng tự ý tìm tới viên ngoại ra đón tế công nhìn xem thấy vị viên ngoại này cao tám thước mặt mũi đầy đạn thân hình phục phịch tốt tướng chủ viên ngoại cất tiếng chào kính chào hòa thượng mời đạo gia ngồi đạo sĩ không vui trong lòng nghĩ thầm hắn cùng kính hòa thượng hơn ta thế hòa thượng liền chắp tay vái còn ta hắn chỉ kêu một tiếng đạo ra lợt lạp về quách cho rồi nhưng lại nghĩ ta đem năm bộ chân đèn mới chuộc được khăn áo hy vọng chuyến này kiếm được chừng hai trụng lạng bạc để chuộc đồ nếu giận bỏ về lấy gì mà chuộc nghĩ vậy đành theo viên ngoại vào thư phòng đó là căn nhà ba gian nằm ở phía tây đồ đạc bàn ghế đầy đủ trên tường lại treo nhiều bức tranh đẹp hòa thượng và đạo sĩ ngồi xuống gia nhân vừa dâng trà hòa thượng đã nói bày rượu đi. Đạo sĩ thấy vậy nghĩ thầm. Hòa thượng có vẻ quen thân với gia chủ. Đến đây thường xuyên nên không giữ kẽ gì cả. Lão viên ngoại liền sai bày tiệc rượu. Gia nhân dọn ra liền. Đạo sĩ tuy bất mãn nhưng không tiện nói ra. Rượu được chừng ba bốn tuần. Thấy viên ngoại quá cung kính với hòa thượng. Lão đạo sĩ không nhịn được nữa mới hỏi. Vị hòa thượng này có phải do lão nhân ra cho mời chăng? Chu viên ngoại nhận ra sự lầm lẫn, lắc đầu lia lịa. Tôi không mời. Tôi đâu có biết ông ta. Thấy đi theo đạo gia, thế thôi. Đạo sĩ nói. Tôi cũng không quen biết. Ông ấy nói là viên ngoại mời mà. Hòa thượng nói. Chẳng cần đề cập chuyện đó. Cứ uống thêm vài chén nữa đi. Chu viên ngoại nổi giận. Giỏi cho lão thầy chùa. Người dám đánh lừa để được ăn no, uống say. Bay đâu? mau tống cổ hắn ra ngoài kia. Gia nhân chạy tới, thấy hòa thượng vẫn bưng chén rượu đưa lên miệng, chu phúc nói: hòa thượng giỏi lắm, dám trà trộn vào nhà này hả? mau đi ra. Nói rồi vừa đẩy vừa kéo, lôi hòa thượng ra cổng chính, đóng chặt cửa lại. Trừng trở vào thấy pho tượng vi đà của hòa thượng đánh rớt dưới đất, chu phúc vào bẩm lại với viên ngoại, viên ngoại nói chừng nào ông ấy tới đòi thì trả lại và không được làm khó dễ rượu xong đạo sĩ nói viên ngoại hiện trong nhà ông có yêu tinh gì mê hoặc công tử tôi sẽ tới đốt thương vẽ bùa trừ nó cho thật tình đạo sĩ chỉ biết đốt thương vẽ bùa trừ tà chứ chẳng có bản lĩnh gì chẳng qua chỉ dựa hơi thần tiên ở đền tam thanh lừa gạt dân lành để kiếm ăn thôi chu viên ngoại nói Hiện nay có con yêu tinh biến hình cô gái Giống hệt như cô Vương Nguyệt Nga Ở nhà sát vách Mỗi đêm nó tới vườn hoa uống rượu với con trai tôi Đạo sĩ nghe nói phát khoảng Nghĩ thầm Ta chỉ biết đốt hương vẽ bùa Mà yêu tinh này giỏi biến hóa ra hình người Ta bắt nó không xong Còn bị nó bắt lại thì chết Cứ kiếm chuyện kéo dài thời gian Loay hoay nửa ngày trời Sau mới nói viên ngoại. Tôi bắt con yêu tinh này phải dùng tới 7 người nữa. Cùng với tôi lập trận bắt quái liên hoàn mới thành công toàn vẹn. Viên ngoại nói. Được thôi. Liền kêu. Chú Phúc, ngươi theo đạo sĩ đi bắt yêu đi. Chú Phúc nói. Không được ạ. À? Con nhát gan lắm, không cáng đáng nổi việc này đâu. Viên ngoại hãy sai người khác nhé. Viên ngoại lại hỏi. Chú Lộc, ngươi đi nhé không được ạ à, con rất kém mắt chu viên ngoại từng trải việc đời hiểu rằng phải có trọng thưởng mới tìm được dũng phu bèn nói ai tình nguyện theo đạo gia bắt yêu chẳng phải đi tay không đâu mỗi đêm vất vả ta cho mỗi người hai chục lạng bạc ta cần bảy người ai tình nguyện nào chu phúc ở bên nói ngay thưa viên ngoại con xin đi ạ à. người không nhát gan nữa sao còn con có mua được thuốc tiên là một củ thực dược rất lớn sử dụng ra sao chừng nước uống rất tốt viên ngoại nói khe khẽ người thấy hơi tiền người bịa chuyện thôi chu lộc cũng nói con cũng xin đi ạ à? ngươi không kém mắt nữa sao viên ngoại hiểu lầm rồi vì nghe chưa rõ con chỉ kém mắt ở trong nhà thôi không bao lâu bảy tên gia nhân đã kiếm đủ chu viên ngoại hỏi đạo gia cần dùng những vật gì đạo sĩ đòi giấy bút ghi ra một toa những vật cần thiết một cái bàn cao một ghế có tay vịn năm món hương hoa một thẻ hương cùng là giấy tiền vàng bạc một thỏi chu xe một cây bút mới một nghiên mực mới viên ngoại sai chiếu theo toa đó mua sắm đầy đủ rồi nói thưa đạo gia những thứ này nên bày ở đâu à đem vào phòng công tử ở vườn hoa bày biện đâu đó xong xuôi ta sẽ tới làm phép không bao lâu trời tối đèn luốc thắp lên lão đạo sĩ bảo viên ngoại dẫn bảy tiên gia nhân ai nấy đều cầm binh khí tới vườn hoa lão đạo sĩ đưa mắt nhìn Thấy vườn hoa xếp đặt tề chỉnh, cây cối sum xuê, lầu gác thủy tạ san sát, thật là một cảnh đẹp. lao đạo sĩ tiến vào, thấy thư viện gồm ba phòng. Phòng phía bắc rộng ba gen, hai phòng bên đông và bên tây cũng rộng ba gen. Bên trong thư viện đồ đạc xếp đặt đầy đủ. Mọi người vừa kéo vào nhà, công tử ở phòng bên trong nghe tiếng lịch kịch liền hét lên bên ngoài làm gì thế mau cút đi gia nhân thưa công tử đừng la hét viên ngoại mời được một đạo gia về bắt quỷ trừ tà chữa bệnh cho công tử đó công tử nói nói nhảm nhí đạo sĩ không trả lời chu viên ngoại cũng trở về tiền sảnh để đợi tin mừng của đạo sĩ đạo sĩ bảo bọn gia nhân đứng bên ngoài căn phòng để chợ oai còn ông vào phòng, ngồi trên ghế, có tay vịn, đợi đến canh hai, bắt đầu thắp nến lên, đốt hương khấn vái. bẩm tam thanh giáo chủ cùng các vị thần Phật. Tiến sĩ đệ tử Lưu Thái Trân là đạo sĩ ở đền Tam Thanh. Hiện nay nhà họ Chu mời đệ tử về bắt quỷ trừ tà, chữa bệnh cho con. Xin các vị thần Phật phù hộ cho đệ tử trừ được yêu quái, nếu kiếm được chừng hai dụng lạc bạc, đệ tử xin về đền trả lễ chư vị đầy đủ. Khấn rồi, đạo sĩ lột mũ quăng xuống, cởi luôn chiếc khăn trùm đầu vứt đi, để xóa tóc, rút thanh bảo kiếm cầm tay, dùng cơm nếp chát lên lưỡi kiếm, đổ nước sạch vào nghiên, mài chu xe, vẽ ra ba đạo bùa thiêng, nói với chu Phúc. Người quay đây, ta đốt đạo bùa thứ nhất, thì gió lộng nổi lên, đốt đạo bùa thứ hai thì yêu tinh xuất hiện. Đốt xong đạo bùa thứ ba, ta cầm gươm chém yêu quái. Bắt nó hiện nguyên hình. Dù cho nó là người biến thành quỷ hay quỷ biến thành tinh, cũng bị nhát gươm của ta lấy mạng. Bọn Chu Phúc lặng yên chờ đợi, chăm chú coi đạo sĩ làm phép. Đạo sĩ dán lá bùa thứ nhất lên mũi gươm, miệng nói bô lô ba la, chẳng rõ là khấn những gì Cuối cùng nghe đạo sĩ hô to. Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh xá. Thành gươm có dán lá bùa thứ nhất được vung lên. Chiếu ánh sáng lấp loáng, nhưng chẳng thấy chút gió nào nổi lên. Chu Phúc bình phẩm. Các anh thấy lão đạo sĩ nói dốc chưa? Chu Lộc nói. Đừng vội, đợi coi đạo bùa thứ hai xem sao đã. Đạo sĩ lại niệm thần chú, dán lá bùa thứ hai và vung gươm lên. Vẫn không thấy động tĩnh. Đạo sĩ nóng ruột quá chừng, dán đạo bùa thứ ba lên thanh gươm, miệng niệm lâm dâm, tay vung thanh kiếm. Cho thấy một trận cuồng phong nổi lên. Lão đạo sĩ chố mắt nhìn, kinh hãi thất thần. Một con yêu tinh tròn vần xông lại, vồ đạo sĩ. Hồi thứ sáu, Chu Vọng Liêm kể rõ chuyện gặp yêu lưu thái chân bắt yêu bị yêu nhát lão đạo sĩ vừa đốt xong lá bùa thứ ba bỗng một trận cuồng phong nổi lên và có tiếng chân bước thình thịch lão đạo sĩ đinh đinh trong dạ đã là yêu át phải mặt xanh tóc đỏ lông lá đầy mình nào ngờ nhìn kỹ thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt vời mặt hoa mày liễu khác nào tiên tử nơi giao trì hằng nga trốn cung trăng cô gái xông lại nói lão tặc thái chân người dám bắt cô cô nhà ngươi sao Chú phúc nói với mọi người thì ra chẳng phải ai xà lạ mà là bà con với lão đạo sĩ lão đạo sĩ sợ điếng hồn nói tiên cô đừng giận hãy nghe tiểu đạo nói tôi cố gan bằng trời cũng không dám bắt tiên cô chỉ vì nhà họ Chu mời tôi tới trị bệnh cho con trai Nên mới dám mời tiên cô tới đây Xin thưa cùng tiên cô <laughs> Chắc hẳn tiên cô đang tu luyện nơi núi sâu, hang thẳm Đạo hạnh cao thâm Luyên tiếc làm chi cõi phàm chân Dám khuyên lão nhân gia trở về tu luyện Để đạt được tấm thân muôn kiếp không hủy hoại Chẳng là tốt đẹp làm sao Yêu tình nổi giận Người nói thúi lắm đã lâu ta không ăn thịt người hôm nay phải sơ một bữa cho sướng miệng nói rồi xông tới chụp lấy lão đạo sĩ chu cái mỏ phà ra một luồng khí đen lão đạo sĩ chỉ kịp la lên một tiếng ui chao liền ngã lăn ra đất thanh kiếm báu rớt một bên bọn chu phúc kinh hồn táng đảm chui xuống gầm giường trốn xô đẩy lẫn nhau chu lộc nắm cẳng chu phúc mà kéo nói anh xích ra cho tôi chui vào với. Chú Phúc còn biết trời trăng gì nữa, nói, Cô cô, đừng kéo chân con. Mọi người đang dành nhau chỗ ẩn nấp, chợt nghe bên ngoài có tiếng ẩm vang như trời long đất lở. Có kẻ còn chút can đảm lén nhìn ra, thấy bên ngoài có luồng hồng quang sáng rực. Một vị thiên thần mặc áo giáp vàng đứng ngay giữa cửa. Đó là thần Vi Đà Hiền Thánh nhưng chẳng ai dám chui ra cứ núp kín một chỗ mà đợi sáng lão viên ngoại ở nhà trước suốt đêm không ngủ trời vừa dạng sáng liền cùng một gia nhân can đảm vào vườn hoa để coi lão đạo sĩ bắt yêu ra sao tới nơi nhìn qua một lượt thấy đạo sĩ nằm ngay đơ trên mặt đất thanh kiếm báu rớt một bên sờ vào người ông thấy toàn thân lạnh toát vào phòng trong thấy đám gia nhân đang chùi rúc dưới gầm giường mà dưới gầm bàn cũng có người núp nữa. Nắm chân lùi ra, họ đều kêu lên. Cô cô, đừng nắm chân con, xin tha mang. Lão viên ngoại quát to. Cô cô nào ở đây, các người còn không mau chui ra. Viên ngoại ơi, chúng con sợ chết khiếp đi. Viên ngoại hỏi chuyện, chú Phúc đem việc đêm qua đạo sĩ bắt yêu kể lại một lượt. Chú viên ngoại thở dài một tiếng thật là phúc bất trùng lai họa vô đơn chí yêu quái đã không bắt được đạo sĩ lại nằm chết ở đây đành đi báo quan khám nghiệm vậy những người có tiền của là rất sợ dây dưa với quan phủ và án mạng chủ viên ngoại liền sai quét dọn nhà cửa gọn gàng rồi lên nhà trên ngồi nghĩ thầm tượng vì đà của hòa thượng bỏ lại thật là giỏi đang ở nhà trên làm sao xuống tận nhà dưới mà hiền thánh Đợi ông ấy tới đòi, ta phải hỏi xem cần bao nhiêu tiền, bỏ ra mua lấy để chấn giữ nhà. Đang suy nghĩ, chợt nghe tiếng gõ cửa và giọng hòa thượng cất liên. Mở cửa, ta tới lấy tượng Vida đây, tượng của ta đã có người mua, dẫu trả 600 vạn lạng bạc cũng không bán đâu. Viên ngoại nghe tiếng, vội tiến ra cửa nhòm xem, thì thấy bên ngoài không phải hòa thượng, mà là một người đang đứng, cao chừng tám thước, chít khăn vuông vắn, mặc áo lụa màu lam, khuôn mặt tròn trịa, cặp mắt hiền từ, lại để bộ râu ba chòm phất phơ trước ngực. Sau lưng người đó lại có một tiểu đồng chừng 14-15 tuổi. Chủ viên ngoại nhìn kỹ, nhận ra người em kết nghĩa là viên ngoại Tô Bắc Sơn, vội hỏi: "Tôi hiền đệ kêu cửa đấy phải không?" "Không phải, em tới là để giới thiệu với trưởng huynh một vị bằng hữu chính là tế công phật sống ở chùa linh ẩn bên tây hồ mà em thường nói chuyện với trưởng huynh tối qua ông ở nhà em vác tượng vi đà đi hóa duyên nói rằng tại nhà huynh trưởng có yêu quái khuấy phá nên tới bắt yêu dùm cho chàng dè bị anh đuổi ra ông chạy về nhà em ở suốt đêm qua bỏ quên tượng vi đà tại đây Em nghĩ chắc anh không biết tế công nên mới xử tệ như thế. Hôm nay em đưa ông tới. Trước là bắt yêu, sau là lấy lại tượng vi đà. Hiện đệ lôi thôi to rồi. Hiện nay lão đạo sĩ Lưu Thái Trân ở đền Tam Thanh chẳng những không bắt được yêu tinh, còn bị nó phun yêu khí, nằm mê man bất tỉnh. Tôi đang định một mặt báo tin về đền của đạo sĩ Mặt khác trình quan cho người tới khám nghiệm Thì nghe tiếng hòa thượng gọi ngoài cửa Nhờ hiền đệ mời sư phụ lại đây cho tôi nhận lỗi nhé Tô Bắc Sơn quay nhìn Thấy hòa thượng ngồi nét bên tường Vội gọi Mời sư phụ lại đây Để chu viên ngoại ra mắt Chu viên ngoại lật đật bước tới Mời vào tiền sảnh Gia nhân dâng trả xong Chu viên ngoại nói chúng tôi không biết thánh tăng xin tha lỗi nói rồi liền sai dọn tiệc rượu thiết đãi tế công nói chưa uống vội ta phải bắt yêu chữa bệnh trước sau đó mới uống hãy dẫn ta vào nhà sau xem thử chu viên ngoại thưa vâng lập tức dẫn đường tới nhà sau thấy đạo sĩ nằm ngay đơ hòa thượng nói lão đạo, đạo sĩ này đêm qua gặp được người bà con rồi Chủ phúc nói đúng vậy ạ à? chúng tôi nghe ông ấy gọi là cô cô tế công nói trước hết ta hãy chữa khỏi cho đạo sĩ mau lấy nửa chén nước nóng nửa chén nước lạnh để ta hòa tan thuốc cho ông ấy uống sẽ tỉnh ngay thôi gia nhân đem nước tới hòa thượng lấy ra phiên thuốc hòa tan trong nước đổ cho Giây lát, đạo sĩ mở ra một đống. Từ từ mở mắt. Trông thấy hòa thượng nghèo xác cùng chu viên ngoại và tô viên ngoại. Đạo sĩ nhận rõ, vội lổm cổ ngồi dậy, nói. Sâu hổ quá, sâu hổ quá. Tế công nói với chu viên ngoại. Viên ngoại hãy cấp cho lão đạo sĩ năm chục lạng bạc, để ông ấy trở về đền, chuộc lại năm bộ chân đèn. Chu viên ngoại sai gia nhân lấy bạc đưa biếu. Đạo sĩ cảm tạ viên ngoại và hỏi. Vị hòa thượng này tu ở chùa nào? Chùa viên ngoại nói. Đó là tế công Phật sống ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ đấy. Đạo sĩ nghe nói vội sụp lại thưa. Quả thật không biết thánh tăng nên có nhiều điều mạo phạm. Tế công nói đạo già chẳng cần đa lễ, ông về đèn còn dám bắt yêu dùm người khác nữa chăng? Dạ, lần này suýt mất mạng, cạch đến già rồi. đạo sĩ nói rồi trở về đèn, đưa tiền cho đồng tử chuộc đồ về, lại sai gỡ tấm bảng bắt quỷ trừ tà, treo đằng trước xuống và dặn đồng tử: bất luận là ai tới mời ta bắt yêu cũng nói rằng ta vào núi hái thuốc chưa về nhé lão đạo sĩ đi rồi, hòa thượng nói: viên ngoại này, ta chữa bệnh cho công tử trước đã, rồi sau mới bắt yêu nhé. viên ngoại nói: vâng ạ, à, xin thánh tăng mở lòng từ bi ạ. nói rồi dẫn tế công vào phòng công tử chu chí khôi, nhìn xem đồ đạc trong phòng không hề suy xuyển. công tử nằm xoay đầu về hướng đông, chân gác về hướng tây sắc mặt vàng võ, không chút huyết sắc. Chu viên ngoại vừa nhìn thấy, lòng đau như cắt, miệng kêu liên tiếp mấy tiếng. Chị Khôi con hỡi. Công tử không đáp tiếng nào, nhướng mắt nhìn cha, nhắm chịt lại ngay. Tô viên ngoại nói, thằng cháu này thường ngày là nhân vật phong lưu, mới mấy ngày không gặp đã thay đổi đến nỗi này. Mặt không huyết sắc, hơi thở kho khe, Tiểu tụy quá chừng tế công nói chớ quá nóng ruột ta cho uống chút thuốc là khỏi ngay thôi mà thật tình chu chi khôi mắc bệnh suy nhược ban ngày nằm mê man tối thức suốt đêm tinh thần hoảng hốt nhưng trong lòng hiểu rõ mọi chuyện nhìn biết chu viên ngoại tô viên ngoại chỉ không mở mắt được thôi hòa thượng móc trong mình ra một viên thuốc chu viên ngoại vội hỏi thưa thánh tăng thuốc này là thuốc gì vậy à, thuốc này có tên là yếu mệnh đơn tính mạng con ông đã dứt rồi tôi phải dùng thuốc này để níu lại đây hòa thượng bỏ thuốc vào miệng nhai dùng tay vạch miệng chu trí khôi ghé môi phun thuốc vào chu công tử muốn nhổ ra nhưng không được thuốc trôi xuống dưới nghe trong bụng có tiếng sôi sùng sục thuốc dẫn máu lưu thông máu dẫn khí chạy quanh mình. Lục phủ ngũ tạng chợt thấy sảng khoái, thân thể nhẹ nhõm như cất đi được khối nặng ngàn cân. Hòa thượng chợt cất tiếng hỏi. Chú Chi Khôi, cha mẹ ngươi sinh được mấy người con? Dạ thưa, chỉ một mình tôi ạ. À. Đã biết vậy, sao ngươi không nhớ câu? Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Mà ở vườn hoa nuôi lòng tà dục, vời gọi yêu tà gây ra cớ sự hòa thượng ta nhắc tới chừng nào càng giận chừng đó đấy. nói rồi nhắm ngay đỉnh đầu chu trí khôi đập một trường công tử vốn suy nhược đã lâu lãnh một trường liền nằm lăn ra hơi thở dường dứt hẳn chu viên ngoại cả kinh hòa thượng quay nhìn lại nói viên ngoại đừng quá lo con ông không chết được đâu nhưng nếu yêu khí không phát tán ra ngoài mới chết thật đấy nguyên chu trí khôi đọc sách ở vườn hoa một hôm ở trên lầu diễm dương ngắm hoa chợt nghe bên tường phía đông có tiếng con gái trò chuyện nhìn xem đó là vườn hoa nhà vương viên ngoại cô nương nguyệt nghe đang say nha hoàn hái hoa công tử nhìn kỹ thấy nguyệt nghe quả nhiên xinh đẹp tuyệt vời Nghĩ thầm Mấy năm trước, ta còn nô đùa với Nguyệt nghe, thấy nàng nhan sắc cũng bình thường. Ngờ đâu bây giờ nàng trổ mã, thành cô gái xinh đẹp đến thế. Đúng là gái 18 có khác. Chỉ khôi ta nếu cưới được nàng làm vợ cũng không uổng phí một đời tài trai. Lòng tơ tưởng, cặp mắt ngó đâm đâm, tâm hồn giường bay bổng. Nguyệt Nga đang kêu nha khoản hái hoa, chợt ngừng đầu lên thấy trên lầu phía tây một chàng văn sinh công tử nhận ra là chu Chí khôi tay phải cầm khăn thêu tay trái cầm cây quạt nhỏ đang ngó mình đăm đăm cô nương thẹn thùng hây hây đôi má cất tiếng bảo nhà hoàn hà hoà ta mau xuống lầu thôi công tử theo dõi cô nương xuống lầu đến khi mất hút mới cất tiếng thở dài ôi phải chi ta mọc đôi cánh bay sang đó cùng nguyệt nga sum họp mới thỏa tấm lòng từ hôm đó công tử mê mẩn tâm thần suốt ngày ở thư phòng nhắm mắt tiểu đồng tới dâng trà chi khôi nói nguyệt nga em đến đấy à khiến tiểu đồng kinh hãi bỏ chạy chiều tối ngồi buồn bã nhắm mắt lại thấy nguyệt nga phảng phất trước mặt mở mắt lại không thấy gì Ngày ngày thơ thần vườn hoa kêu lên. Nguyệt Nga, em mau lại đây. Tiểu đồng nghe kêu, càng thêm khiếp sợ. Một tối kia, công tử ngồi dầu dĩ, nói. Sinh mạng ta, Nguyệt Nga lấy đi mất rồi. Thế rồi, trà chẳng muốn uống, cơm chẳng thiết ăn. Đang lúc tơ tưởng, cho thấy tấm rèm lay động. Một cô gái bước vào, xinh đẹp như hoa, chính thị Nguyệt nghe. Công tử mừng như bắt được vàng, vội đứng dậy, đưa tay ôm chầm lấy. Hồi thứ bảy, thấy giai nhân chàng ngốc nảy lòng tà, mơ mỹ lệ vườn hoa gặp yêu nữ. Chủ trí khôi đang ngồi như khúc gỗ, mơ tưởng Nguyệt nghe. Chợt nghe trống canh hai, tấm rèm lay động, một cô gái xinh đẹp bước vào nhìn xem chính thị nguyệt nghe Chí khôi vội nói hiền muội em đến đấy ư anh đang tưởng nhớ đến em như nắng hạn trong mưa nay em đã tới thật thỏa lòng anh mơ tưởng thật ra người đó không phải là nguyệt nghe mà là con hồ ly ở núi thiên thai tu luyện đã ba ngàn năm trăm năm mỗi ngày thường tới núi thành hoàng nghe kinh Thấy Chu Chi Khôi mơ tưởng nguyệt nghe, đến thành si mê. Nó có ý tốt, định biến thành vương nguyệt nghe để khuyên giải. Đã từng nhìn thấy nguyệt nghe, nó lắc mình một cái, biến thành cô nương, chẳng sai một nét. Hồ Ly vào phòng công tử nói. Chu Đại Ca, anh hàng ngày ở bên tường gọi tên em, Vũ Già cùng nha hoàn đều nghe được cả. Chẳng là bại hoại danh tiết em sao? nếu anh thật tình thương yêu em hãy nhờ mai mối đánh tiếng tất nhiên cha mẹ em ưng thuận mới là danh chính ngôn thuận và hai ta đều thỏa tâm nguyện chu trí khôi nói hiền muội em đừng đi từ ngày thấy mặt em anh hàng tưởng nhớ từng giây từng phút hận rằng không được cùng em tức khắc thành vợ thành chồng nay em đã tới anh không cho em đi đâu hết nói rồi khổ công năn nỉ chẳng chịu buông ra yêu tình ban đầu có ý tới khuyên giải nay thấy chu công tử ôm cứng ngắc lại thấy công tử cũng đẹp trai nghĩ thầm sao ta không nhân dịp này trộm lấy chân dương của anh ta để bồi bổ nội âm của mình bèn nói chàng đã có tình ý thiếp á không vui lòng nâng khăn sửa túi Đôi ta hẳn cũng có nhân duyên với nhau từ kiếp trước đây. Chỉ ngại cha mẹ chàng biết được có điều bất tiện thôi. Công tử lúc đó, thần hồn, lâng lâng, không kể gì tới những chuyện khác. Đã mê lú rồi, ông trời chàng cũng coi là nhỏ. Hai người cầm tay, dìu nhau vào trướng loan. Đến canh tư, yêu tình mới chịu rời xe nói. Em phải đi đây, để sáng ra người ta thấy được thêm phiền phức. Chừng nào em lại tới? Để tối nay nhé. Từ đó, đêm nào cũng vậy. Cứ chừng canh hai là hai người uống rượu, trò chuyện, ăn cùng bàn, ngủ cùng giường. Tảng sáng mới chia tay. Cứ mỗi ngày như thế, bao nhiêu tinh, khí, thần... Ba báu vật hiếm hoi của mỗi người mà chẳng cạn kiệt đến nỗi bỏ ăn bỏ uống, sắc mặt lợt như tờ giấy trắng trên đây các bạn vừa nghe hùng anh đọc tiểu thuyết tế công chuyện diễn nghĩa